Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thái Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với một series hoàn toàn mới. Tựa game này mang tên là KXK. Ok anh em nhá, có nghĩa là xe quái vật ăn nhau. Ok, và nếu anh em nào thích video này hay lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhá. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và bắt đầu thôi nào, let's go. Ok, vào game anh em ơi. Chúng ta sẽ đây là cái special offer. Ui, nhiều loại xe thế. Gara này anh em ơi. Tôi đang ấn vào gara. Ui, có nhiều loại xe xịn lắm anh em ạ. Xe quái vật. Oh my gosh, nhìn trông đỉnh á. Ok, chúng ta có loại xe gì? Ok, có loại xe gì đẹp đẹp không? Mình anh em thích loại xe gì ạ? Ui, xe gì đây? Việt Nam đồng là 161.000 ạ. Ui my god. Oh my god, tôi đã win được đâu? Tôi chưa win được. Hiện tại ngày 1 này. Shop có cái gì không nhỉ? Trong shop có gì không ta? Shop bán toàn bằng ấy thôi. Toàn bằng tiền thôi. Cái ruby này không có giá trị gì à? Cái ruby không có giá trị gì luôn anh em ạ, có phải không nhỉ? Mình cũng không hiểu lắm là cái sao cái ruby nó không có giá trị gì. Hiện tại mình có chuyển một loại xe duy nhất là xe rất là cùi bắp thôi. Mình đang cố gắng để xem nâng cấp ở đây có thể nâng cấp cái này lên trước này. Rồi, nâng cấp một cái turbo lên thoải mái đi. Nâng cấp cái speed lên, nâng cấp cái dam lên. Drones, ok, chúng ta chọn một con drone. Không chọn drone được. Đây, con drone duy nhất mà chúng ta có thể chọn được. Gastner. Equip vào, có cái tên lửa. Ok, chúng ta sẽ chọn tất cả nha anh em ơi. Nào, chúng ta cứ thắng vài trận là sẽ được xe mới rồi anh em nhá, không cần phải lo lắng đâu. Thế mới hay chứ, bây giờ mình mua tất cả loại xe thì nó không còn gì là vui nữa rồi. Rồi, bom này. Mua bom nào? Bom lớp đi anh em. Đấy, nhưng mà mình mua bom này thì nó có được trang bị những cái bom cũ không? Thôi, bom này đi anh em ơi. Ok chưa? Rồi, xe này thì win boss Corp Frost. Ok, chúng ta sẽ chơi từng cái cửa một để có thể kiếm được những cái loại xe nha anh em. Chỉ cần thắng bất kỳ một cái trận bất kỳ thôi anh em là chúng ta có thể lấy được rồi. Cái gì ấy? Đây cái gì ấy? Có lắm xe quái vật thích nhở, nhiều loại xe quái vật nhìn trông đỉnh nhá. Con nhìn con xe này có một quả trứng này, làm nào để chúng ta có thể lấy được anh em ơi? Làm thế nào mà chúng ta có thể là ấp nở nó luôn nhỉ? Nhân 4 này, nó sẽ bị giảm dần, nhân 16 là tốc độ sẽ nhanh hơn này. Quả trứng này nó sẽ ra cái gì nhỉ? Nó chứa cái gì nhỉ? Ok, cái này tính sau đi anh em. Có nhiều loại xe đẹp thích nhỉ mà mình không lấy được ta. Play game, chơi thử một trận phát nhỉ. Megalodon, Cyclones. Ui, nhiều loại xe lắm anh em ơi. Play game này. Đó anh em. Ui, có cả máy bay police. Có nhiều loại thế nhỉ. Spin 10 game, 10% game. Dừng lại đi nào. Cộng 1 love. Rồi, U-Boost của mình đang có những cái phần quà như thế này. Thả bom được không ta? Mình có 3 quả bom nha anh em. Chúng ta sẽ cần phải giành chiến thắng à. Ui, ăn trái tim. Mình đang có boost anh em ạ. Mình đang có boost rất là mạnh ở bên này. Ăn luôn thịt vào nó luôn anh em. Nice. Úi xôi ôi. Cho có 6 quả bom hay sao ấy. Có nghĩa là chúng ta phải ăn tất cả hay sao? Hay là như thế nào? Không, đây là cuộc đua để về đích à? Xem ai chạy đua nhanh hơn à? Thôi đoán là như vậy. Nice. Top 1 đâu? Có được top 1 đâu? Congratulations.
Victory, chiến thắng rồi anh em ạ. Chúng ta đang ở trên level 2 nha. Nhưng mình muốn có những cái xe mới thì làm thế nào? Đây cái xe của mình đây, xe quái vật của mình đây, hiện tại đây. Vấn đề là Ruby này. Ruby không mua được bất kỳ một cái xe gì nha. Winboost Blade. Winboost Blade là cái win nào nhỉ? Phoenix Arena. Chúng ta tìm ở trong cái các cái đấu trường à? Từ từ á, mình sẽ tắt cái tôi sẽ để tắt cái chế độ này đi á. Winboost Arena. Hay là mình phải chơi hết cái màn này ra? À đây đây. Arena đây. Có một con xe gì đó nó ở trong này này. 23.000. 23.000 Megapack unlock cái local machine gì đó. 230.000 chứ không phải 23.000 đâu anh em nhá. Ui, có nhiều màn lắm anh em ơi, phải chơi thôi. Làm thế nào mà để được dành những cái màn kia đây, dành những cái xe kia đây? Anh em có thể chỉ mình không? Làm cách nào mà để dành được tất cả các cái loại xe kia nhỉ? Kỳ đây, lạ ghê. À, chúng ta sẽ lấy phần quà này. Nào 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 nào, chiến. Không cần thiết lắm, chúng ta chỉ cần ăn tất cả các loại xe thôi là xong rồi anh em. Cái gì đấy? Xe mình là xe quái vật mà. Ui ồ, có gì á? Thả bom à? Thả bom à? Mình có cái máu ở trên nha anh em. Europe, chúng ta khỏe lắm, chúng ta được nâng cấp mắc rồi nhá. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ lên một vài level đó, mình sẽ mở một khóa một cái số cái loại xe thôi nhá. Cái gì đấy? Máy bay à? Ui xôi ôi, máy bay ơi máy bay. Này, chúng ta top 1 chứ. Victory rồi. Sẽ được có 2 sao ta. Mà phải xem quảng cáo rồi này. Có tắt được không nhỉ? Tắt được anh em nhá. Vẫn may là tắt được. Nó cho nó sâu cho chúng ta rất rất nhiều cái loại xe. Và vấn đề là chúng ta không mua được. Thế trong này thì nó có một quả trứng, mình nghĩ nó là một cái drone thôi. 7 phút này. Để xem trong này nó chứa cái gì anh em ơi. Thời gian nó sẽ nhanh hơn anh em ạ, thời gian nó sẽ trôi qua nhanh hơn đấy. Để mình đi xem trong cái quả trứng này nó có cái gì nhá. Nhanh thôi mà, có khoảng 4 phút thôi là nó sẽ mở ra, nở ra ngay cái gì đó cho anh em xem ngay. Rồi 2 phút, 1 phút, phút 30 giây. Nở ra xong rồi xem có gì nào em ơi. Úi cái gì đấy? Fin Underground. Có một con xe tăng mới à? Cái gì đấy? Thật sự nó là cái gì anh em? Ui Underground. Cho tìm cái gì này? Có một quả trứng này anh em ơi. Thế giới ngầm à? Nói chung là đánh với anh em muốn mở khóa thì phải. Đây có xe mới đây. Chỗ rõ ràng đây là một cái xe hoàn toàn mới nha anh em. Carbon. Wow. Làm sao mà lấy cái xe này ra ngoài nhỉ? Thật sự mình cũng chưa biết là lấy cái xe này ra ngoài kiểu gì luôn. Rất nhiều loại xe special offer đang bán thôi. Rất nhiều ruby mà không biết là cách tiêu kiểu gì luôn. Trong shop không bán anh em, trong shop không bán ấy. Polish, ok, daily bonus. Đây là đăng nhập hàng ngày để nhận xe anh em ạ. Ngày 14 nhận được một con xe mặt quỷ này. Có lẽ là tôi phải nhờ ấy thế thôi, chứ biết làm nào bây giờ đúng không? Xem trong tất cả các loại xe mình đang có xe nào có thể dùng được thêm không? Cái hình như là không có nhỉ. Có bom mới.
À không, vẫn bom cũ à. Win boss cop cop ross đâu nhỉ, cái xe lúc nãy đâu ta? Fin under the ground có nghĩa là chúng ta sẽ tìm được ở dưới cái chỗ địa ngục anh em ạ. Đây tôi sẽ đi tìm cái địa ngục nha. Ở đâu chúng ta, nó vừa bảo mình đi tìm cái địa ngục xong như ở cái này này, ở đây nha, chúng ta đi tìm cái địa ngục cái. Tôi quyết tâm phải lấy những cái xe tăng mới chứ, đúng không anh em, chứ dừng lại những xe tăng này là không thể chấp nhận được, đúng không? Fin underground này, hy vọng dưới này có cái gì đấy. Nào chiến anh em ơi, chúng ta sẽ bị một binh đoàn quỷ đuổi theo, sợ ấy. Nhìn xem này, lúc nhúc à. Spin. Giá gì nào? Một cái bom lớp, một cái 10% giáp và 15% boost. Trời, sorry anh em, tôi ấn nhầm à. Đây tôi tắt quảng cáo luôn nhé, nó lâu lắm. Nào đi là anh em ơi, chúng ta tìm đến địa ngục anh em à. Địa ngục có rất là nhiều game à. Có cái nồi gì đấy, có cái nồi gì nó đang ở kia luôn anh em ơi. Mày á, đánh nhau luôn anh em ạ, cho đánh nhau luôn với mấy con quỷ trong này thôi. Ok, hai con đã bị tiêu diệt anh em ơi, còn một con nữa nha anh em. Mày nhờ nó, ba con đâu rồi. Anh em có thấy một con nào không? Rồi, chúng ta đã tiêu diệt xong rồi. Nice. Về đích thôi anh em ơi. Nhiệm vụ chúng ta là tiêu diệt 3 con. Mà còn nếu tiêu diệt được nhiều con nữa hơn thì ui, quỷ à. Hết rồi anh em nhá. Mày chạy đi đâu? Đấy. Chúng ta được cái ngọc này. Nó sẽ random anh em ạ, không biết là ngọc đến ngọc kiểu gì đây. Gì đấy? Viên đá để làm gì? Tôi cũng không biết là cái viên đá đấy sẽ để làm gì luôn. Gara đây. Thật sự là hơi bị khó hiểu về mấy cái loại xe nha anh em. 184.000 đồng cơ. Đắt thế. Anh không cho em chọn xe khác à? Play SS Hunt. Chúng ta bị lock cái này rồi anh em ạ. Quá nhỏ chơi bắn lọ luôn. Tôi có một cái viên đá, chắc chắn là sẽ nâng cấp một cái này hay là cái gì đó rồi. Thử à. Nhiều xe lắm ấy, không chưa biết là sẽ nó cần cái viên đá này trước này anh em ơi. Hình như đủ đá thì chúng ta mới kích hoạt được cái con này hay sao ấy, phải không ta? Chắc là vậy. Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye.